Hôm nay là middle of December, thì Fantastic Five đi câu mực. Bây giờ khoảng chừng 7 giờ tối giờ Seattle. A family consists of my wife. Hello. And the three kids over there. So we get ready to launch. Get ready to launch pretty soon. Seattle right here. So see you in a little bit. All right, we are about to get ready to go. Bây giờ là mình chuẩn bị đi qua bên Seattle bên kia để đi câu mực. Thì đi câu mực thì cần phải có cái generator, light, mấy cái đèn này. Này là những nhân vật thành viên của Fantastic Five bây giờ. So we're gonna go right now and we see you shortly. Okay? Jonah, you wanna take over the camera for me? Take off your gloves and then take over the camera for Daddy. And then Jonah will push the boat off and we go. Mommy gonna hold it. I accidentally got my fingers in the way. All right, go then. Let's go get the phone in. Wow! Get in, honey. I'm so good. About to go. Yes, sir. Alright, we are going, so go ahead and go inside. Who even are you? Hey, Jonah. Yes? Go inside the cabin. Go inside the cabin. Và bây giờ thì bắt đầu đi câu mực. Thì câu mực bằng mấy cái jig giống như vậy. Đây. Cái jig giống như vậy. Thả nó xuống từ từ. Thả nó xuống nhấp nhấp nó vài cái. Đúng không em? Oh, you got it? Awesome. Bên tàu bên kia là tàu của mấy người bạn. Ok, được rồi con. Đó. Oh, nhỏ nhưng mà ok. Oh, Jonah got one. Jonah got one too. Good job, Jonah. Jonah the master. Look at that. Rồi kéo lên con. This is good. I'm stuck. Đây, được coi coi. Đó, very nice. Bỏ vô đi con. Hồi nãy giờ thì câu cũng được mười mấy con rồi. Hôm qua cái chỗ này là hot spot. Ok, chờ ba chút xíu. Thì lúc nào cũng vậy, đi câu phải có anchor. Anchor bỏ neo xuống cho nó đừng có chạy, nó giữ một chỗ. Rồi. Bữa nay mẹ của tụi nó đem theo đồ ăn của Nhật nữa, sushi nữa. Hi kids. Yay. Thôi chút xíu nữa nha. Actually it's not very hot today but hai thằng con trai nó cũng được vài con. Lượm lên bé. Đó, con gái của ba đâu? Gái của bà có được không? Mommy didn't get anything. Ở bên tàu bên kia thì cũng có được vài con. Thả đi con, ủa? Nghĩa đâu? Thả xuống đi con. Jonah, Jasmine cũng câu gửi dữ lắm nè. Mẹ Quyên cũng mê câu lắm. Làm xong chút xíu nữa có làm sao mà ăn được một nồi nha. Alright, so Jonah got a double. Aha, this is what I call giấy bò.
Mẹ có được không? Oh, that's my bee. Mẹ đâu được hả? Oh, Jasmine cũng có được con hả con? Đâu được ba coi coi. Kéo nó vô con. Kéo nó vô không phải nó rớt á. Rồi, thả nó xuống đi con. Bỏ nó vô. Rồi, Phước sao? Phước có vô được không? Haven't gone what yet? Okay, well keep going, keep going, keep trying, okay? Okay, bye. All right, hồi nãy tới giờ khoảng chừng một tiếng mấy rồi. Thì chắc cũng được khoảng chừng hai chục phao thôi. Mười mấy hai chục phao con. Bây giờ con thả xuống all the way à. Nè, con thả xuống all the way đi. Rồi. Bữa nay cái là not a lot of action. Quay được chưa? All the way, Jake. Bé có được không con? Ồ, oh, mẹ Nguyên được hả? Ok. Đây. Daddy cũng thả đây. See what I can do. Có không con? Ồ, oh, Phước được hả con? À, bên kia hồi nãy giờ có thêm một hai chiếc tàu ra nữa nè. Bây giờ là hiện tại nó ok. Bây giờ là nó xuống bottom rồi đó. À, đi ăn xong rồi phải đói. Đó, mình đi câu xong rồi phải đói. Đói thì sao? Đói thì làm mực tô mì mì mực. Nè bỏ vô luôn đi em. Bỏ vô luôn. Đó. Quá là fresh luôn không? Look at that. Quá là fresh. Hồi nãy giờ trong vòng 2 tiếng đồng hồ chắc cũng câu được 20 phao. Ok. Và sau đây những tô mực, tô mì giả chiến. Đây thì mực đó, nhìn ngon không? Nhưng mà bữa nay tại đi ra đi câu với lại gia đình nên em để lên cho nó sạch sẽ chút xíu honey. Nên không có đem theo không theo bia. Rồi, này là cho mấy tụi nhóc tì được ngồi trong kia. Ra ăn đi con. Wow, look at this, huh? So fresh. Ooh, not too close to my face. Then you got mom over here squidding. Say hi, mom. That's good enough, baby.